Chào cả nhà đang xem màn ảnh nhỏ của kênh Nhân Trần TV. Chúc cả nhà ngày mới tràn đầy niềm vui, mọi việc đều thành công tốt đẹp. Hiện tại bây giờ là 1 giờ sáng quý vị. Bữa nay mưa quá mưa quý vị ơi. Trời ơi. Thì Nhân cũng gắng đi ha. Thì Nhân đang có mặt tại cái ngôi nhà quan. Thì hôm qua Nhân có đến đây xin cho quý vị cái lọc cái tài tại cái cung ngôn tài dương địa dương nằm trong ngôi nhà quan. Thì Nhân sinh được con 6, 7, 9 quý vị. Nhân lấy cái lọc nhỏ là con 67 và con 79. Thì con 6 với con 67 và con 79 ba miền Nam được gỡ luôn ha. Miền Nam mình cũng ăn được con 79. Đó, con 67 nữa. Miền Trung thì mình cũng ăn cặp luôn. Miền Bắc về một cặp luôn. Đó, tổng Nam Bắc thì rực rỡ luôn. Đúng không quý vị? Thì nói chung Nam Bắc thì quý vị xem kết quả thì quý vị cũng biết rồi, Nam Trung Bắc ha. Nay mình cũng được nếu mà tính lô thì còn 6-7 lô ha quý vị. Thì thôi, số mà ai có lọc có tài thì Nhân mừng cho. Thì nay Nhân với lòng thành kính. Hiện tại Nhân đang đi trong cái phòng quý vị. Thì đây là cái phòng. Nói cái phòng gì chứ đây giống như là một cái chầu gì quý vị. Phòng lâm đồ đó. Rồi thì Nhân làm nghề bằng cái tâm của mình với cái mong muốn mang lại cái tài lộc cho tất cả quý vị trong nước và ngoài nước xem kênh của Nhân, ai cũng được vui vẻ. Thì cái động lực lớn nhất của Nhân đó chính là được tất cả quý vị thương mến, ai đang xem video ai chưa like thì mỗi người cho Nhân một like, ai chưa chia sẻ thì quý vị chia sẻ cái clip của Nhân lên cho người thân bạn bè cùng xem sau những giờ làm việc mệt mỏi quý vị có thể lấy cái kênh của Nhân xem đó. Thì tài lộc Zalo Gia Heo hôm nay thì mình ăn được con 19 quý vị, Nhân chốt trên Zalo thì cũng về được cái đầu. À, Nam Bắc được cỡ luôn, con 19 trên Zalo cũng xin chúc mừng luôn. Thì số mà Nhân ở đâu cũng vậy, Nhân cũng làm bằng hết cái tâm của mình trên Zalo và cũng như trên kênh cũng vậy. Nhân làm một cái tâm thôi chứ không có hai cái tâm, đúng không? Thì Nhân bỏ cái sức khỏe của Nhân ra, Nhân làm đó. Thì anh chị em nào đúng không phát tâm khóc nguyện có lộc có tài đó thì muốn phụ Nhân được cái chi để Nhân có được cái đồng nhân quý vị. Thứ nhất Nhân đủ xăng và thứ hai đây Nhân tỉnh trái cây, thấy không? Bánh kẹo giấy tiền đó, có được cái đồng ngang thì Nhân đi đến những cái nơi linh thiêng nữa mang cái tài cái lộc cho tất cả quý vị trên kênh cũng như trong Zalo ha. Rồi thì những gì Nhân nói thì Nhân cũng đã nói ở trên cái kênh Tâm Linh TV hết rồi, thì anh chị em nào chưa xem qua mình đó xem. Thì hôm nay hai cái kênh Nhân Trần TV và Tâm Linh TV hôm nay thì mình rực rỡ ha. Đó thì ông thầy của Nhân bói cho Nhân một quẻ quý vị, này xì ra cho một số anh chị em đang xem thì để vô bên trong liền Nhân sẽ nói. Thì thầy Nhân quý vị có nói với Nhân là cái tháng này của Nhân nếu mà ai theo thì thuyền cập bến đó, ai lộn số đó mà chơi số chim bao, chim mơ, chim đậu, chim nằm rồi đó đó, ai mà lộn số nữa coi tùm lum kênh đó thì Tây Dương đảo sẽ đợi cho mấy anh mấy chị đó, mà lộn số. Thì theo Nhân được biết những người chơi số mà lộn số thì chỉ có trời cứu thôi, nhưng mà cứu nổi đó quý vị. Một ngày quý vị biết không, Nhân tặng trong Zalo có 2 con thôi đó, mà quánh tới nội xong rồi gửi qua cho Nhân nguyên cái sớ táo quân luôn. Trời ơi, vậy ai đâu mà cứu cho nổi. Thì tập trung chơi 2 cái con của tôi tặng đi. Giống như trên kênh của tôi nè, quý vị xem tập trung cái kênh của Nhân đi. Kênh Nhân Trần và kênh Tâm Linh TV. Đó, 2 cái kênh của Nhân quý vị thấy. Hôm nay là mình ăn liên tục luôn. Đó. Nhiều khi xui lắm, chỉ thất thủ một ngày thôi là mình ăn lại 2-3 ngày. Anh chị em nào xem có ai để ý không? Đó. Thì Nhân làm ngày nhưng có thầy của tổ quý vị. Cái nhà quan này hôm nay là mình ăn thông liên tục luôn. Đó, bữa trước mình ăn con 012 quý vị về ngay cái miền Bắc. Bữa nay về gỡ, luôn 3 miền. Đó, vậy mà chiều giờ thì Nhân nhận được một số cuộc điện thoại mà không ai có lọc có tài, Nhân cũng buồn quý vị. Nhân thức cực khổ, bỏ cái sức khỏe của Nhân ra, Nhân làm hết cái tâm của mình. Chỉ mong con số nó về để quý vị tham khảo có cái lọc cái tài, có được cái đồng nhân. Với Nhân có xin gì đâu quý vị, Nhân cũng không có lừa đảo của ai. Mà chiều giờ thì rất là nhiều anh chị điện không có lọc có tài, không có súng. Trời ơi, buồn quá quý vị. Thì cực khổ Nhân đi ra cũng như không rồi. Trời ơi, người ta bỏ, quý vị biết giờ này quý vị ngủ hết rồi. Quý vị biết Nhân thức tới 3-4 giờ sáng để cầu những con số, đi những cái nơi linh mang cho quý vị đến cái lọc cái tài, quý vị tham khảo. Để rồi thì cũng như không. Trời ơi, buồn thiệt.
Thì anh chị em nào có lọc thì nói cho nhanh, nhắn mừng quý vị. Trời ơi, xin như vậy đó mà chơi công chúng rồi thôi, nhắn biết xin sao vậy. Ba miệng nghẹt luôn, 7-8 lô quý vị đó. Sao điện thoại mà quánh sao mà không trúng, tôi không hiểu nổi luôn, quý xin sao vậy quý vị. Trời ơi, thiệt tình chứ. Zalo quý vị bữa nay nổ ngay cái đầu có 19 luôn, cũng không trúng luôn. Ơi buồn thiệt. Thôi, thì bây giờ nhân làm hết cái tâm rồi, ai tin tưởng về cái tâm linh tổ thầy tổ nghiệp của nhân làm thì mình lấy lòng. Còn quý vị không tin, quý vị cứ tham khảo những cái con số của quý vị nghiên cứu đó. Hả, nghiên cứu thì trời cứu chứ ai cứu nổi. Số người ta quỳ người ta lại xưng cái đầu gối luôn mà không chơi. Chơi với số chim bao chim mơ. Trời ơi, người ta cúng như gì nè, coi người ta cúng nè đó, người ta bỏ ra mỗi đêm, người ta bỏ cái tiền cúng cạch nhân bỏ ra mỗi đêm vậy quý vị. Đi xin số Zalo, xin số trên kênh, hai kênh của nhân cả triệu quý vị, để mà cầu tài cho quý vị, cho miễn phí không vậy đó mà chơi sao tôi không hiểu nổi, buồn quá quý vị. Này nữa này, cầu xin chi vị thành linh cho hoàng tại đất này, gia hộ đồng chi cho lòng thành kính của con tối đêm nay, xin được lòng cái tài đó, xin được con số đúng ngày đúng tháng đúng năm. Quý vị biết giờ con mắt của nhân mở hết lên quý vị, mà nhân gán nhân đi, quý vị thấy nhân làm hết cái tâm như thế, vậy mà số anh chị nói mở buông ra những cái lời nói cay đắng, làm cho cái người làm nghề với nhân thật sự rất là buồn. Không biết phải nói làm sao với những cái thành phần như thế, và với những cái lời nói mà không biết suy nghĩ. Phải chi con nít không nói cái gì lớn hết, mà lại đi nói buông ra những cái lời không thể nào tưởng tượng được. Tôi không biết những người đó có phải là người không quý gì. Trời ơi, tôi nghĩ sao mà nói như thế luôn. Rồi, thì thôi. Thì này nhân có số chuyện để trải lòng, và tuy là số về cái gì nhân cũng vui lắm, nhưng mà có những cái thành phần mà nói chuyện khó nghe làm cho nhân cảm thấy rất là đau buồn quý vị. Thôi thôi kệ đi. Khép lại rồi, bắt đầu ngày mới. Thì những thành phần đó nhân biết, quý vị biết không bao giờ làm được cái gì không, chuyên gia nói xấu người ta, môi móc người ta, chửi người ta, thì quý vị biết làm cái gì cũng không được. Số của nhân sinh đâu tin đâu chơi quý vị, chơi số khác thua đó. Những người như thế dâng linh ông bà người ta khiến, thằng linh người ta khiến, quýnh không bao giờ mà trúng. Có những anh chị rất là dễ thương nè, mến nhân nè, quý vị thấy trong Zalo hôm nay 3 ngày liên tục luôn đó, trên kênh cũng vậy luôn. Số anh chị vừa tham khảo Zalo vừa tham khảo trên kênh trúng luôn, trời ơi bể thầu luôn thật. Thì bây giờ nhìn trải lòng như thế, nhân sinh xong rồi lên để làm cái lễ cầu lại quý vị cái lòng cái tay. Ngày mai ngày 11 tháng 7 năm 2022 có đại thành phố Đồng Tháp, Cà Mau, miền Trung, đêm có miền Bắc. Rồi thì bây giờ nhân đã thỉnh đồ lên rồi quý vị. Đó, quý vị thấy nhân cũng hoành tráng không? Thấy dĩa chai cây tươi tươi là ngâm hay là tài lộc là thấy tươi tươi rồi đó. Hôm nay nhân vô đây quý vị biết có ai để ý không? Nhân kêu quý vị tập trung đó, hôm qua cũng gì quý vị bữa nay tập trung cái kênh của nhân, thì bữa nay thì trời dội gật gỡ luôn. Ba miệng con 79 con 67 ngạt luôn quý vị. Trời ơi, thì nay nhân mong đường xã xa xôi không nhân làm bằng cái tâm cũng cầu xin lại được cái lộc cái tài, xin lại con số cho quý vị tham khảo ngày mai Nam Trung Bắc gặp gỡ nha. Do anh chị em nào đang xem ai chưa like thì mỗi người cho nhân xin một like, ai chưa có đăng ký kênh thì nhớ đăng ký kênh, cái chữ đăng ký màu đỏ bên góc tay phải màn hình điện thoại quý vị là cái nút đăng ký đó, bấm vào để những video của nhân đăng lên sẽ thông báo về máy cho quý vị. Ai muốn xem thì xem, không xem thì mình lướt qua quý vị, không mất mát gì hết ha. Đó, tài lộc về tâm linh thì quý vị cũng biết rồi, những nơi linh thiêng thì ông bà cho mình thì mình hưởng trong ngày. Đó, có những cái nơi nhân đến thì không có duyên thì số nó về trễ quý vị. Đó,
thì quý vị cũng hoan hỷ ha. Rồi thì hôm nay ai có được cái lộc cái tài thì cùng nhau khấn với nhân ngày mai ha, tiếp tục hưởng lộc tiếp. Con kính lại đất đai nhân trạch thần hoàng bổn cảnh, chư vị thần linh cái quản tài đất đai, dông lên ông bà cô bác chiến sĩ trận dông nơi đây, già trẻ lớn bé trai gái chức quan chức đức chức tức chức tự, nay thiền nam tính chủ con đường xa xa xôi quay trở lại ngôi nhà này để trả lễ với cái lòng thành kính, cầu lại cái lộc cái tài, cầu lại con số cho ngày 11 tháng 7 năm 2022. Có đại công ty sổ số kiến thiết thành phố Đồng Tháp Cà Mau, miền Trung đêm thì có miền Bắc, năm nén hương đã thắp đèn đã sáng dụ đã góp. Kính thỉnh chư vị thần linh cái quản tài đất này, ông tài dương địa dương dông linh của bác ông bà có sự hiện diện ở đây, suối chân lại bước về đây để thụ hưởng những cái lễ vật của dân lên, gồm trái cây tươi, bánh kẹo, giấy tiền, muối gạo của cái chi ông bà nhận dùm cho con. Cầu xin gia hộ độ trì cho cái lòng thành kính của con tối đêm nay, cầu tài được tài, cầu lộc được lộc, cầu chi đằng đó giúp người giúp đời bớt đi cái khổ đau trong cuộc sống. Nam mô A Di Đà Phật. Rồi thì tài lộc tâm linh, anh chị nào có lộc có tài phát tâm khóc nguyện ha, phụ nhân gì được dĩa trái cây, chung đèn cày gì đó, bịch bánh gì không, thì nhân cũng hoan hỷ, xin chân thành cảm ơn đó. Thắp một ngọn đèn đốt nén hương, mượn gió cửa thiền chúc thê lương, hồng trần duyên phận do duyên số, nợ nần không có chặn đau thương. Ơi rồi này đến đây ha quý vị, nhân xin súng sát bữa luôn tới nữa nè, đó ngày mai nè bể thầu. Trời ơi, con kính lại chứ gì thần linh kêu quản tài đất này, tối hôm nay con mời các ngài uống với con một ly rượu, cầu xin cảm ứng chứng minh cho cái lòng thành của con tối hôm nay, xin được cái lộc tài, xin được con số để con cứu dân độ thế, giúp người giúp đời bớt đi cái khổ đau trong cuộc sống. Trời ơi nó đắng, tới công chuyện luôn. Trời mưa quý vị, đi đường xa lạnh quý vị, tay chân run. Trời ơi, thêm gặp cộng với rượu pháp đó quý vị. Trời ơi, nhân đang đặt cái chai rượu Mỹ quý vị, rượu Tàu nữa. Trời ơi quý vị thấy nhân cúng không? Quý vị nhìn vô là biết liền không? Rượu Thái, rượu Tàu, rượu pháp, mà chữ thì Việt Nam quý vị. Qua cỏ Điện Biên, trời ơi mặt ông gì tới công chuyện luôn đó. Rồi bữa nay chơi lớn luôn quý vị, vào 3 ra 7 quý vị, làm thêm ly nữa, trời ơi lậm thêm ly nữa quý vị. Con kính thỉnh các ngài về, con mời các ngài thêm một ly nữa. Rồi tới chuyện trời ơi, rượu nó đắng như thế mà tôi không biết sao có nhiều người người ta nghiện quý vị, phải giỡn đâu. Thầy nhân không có cho nhân uống rượu quý vị, mỗi lần nhân uống rượu vô ghê lắm à, nhân uống rượu vô là tổ nhân về quý vị, ghê lắm. Tối nay xuống sát, ngày mai ai loạn số Tây Dương đảo nha. Rồi người ta có câu nói gì, một ly nhâm nhi tình bạn, hai ly uống cạn tình sầu, và ba ly thì ngồi đâu gục đó. Thôi nhân uống hai ly quý vị, không dám uống ly thứ ba nha, uống ly thứ ba gục thiệt á. Thôi làm hai ly được ha. Rồi hôm nay quý vị thấy cái trứng lạ quý vị, nay nhân dựng trứng gà tre nha. Đó quý vị thấy trứng gà tre, thì cái trứng này hồi chiều này có bà thím quý vị bà tặng cho nhân quý vị. Trời ơi, bà nói tối nay nhân gán sao sinh ra cái đầu tại cái cung nhà quan cho chị không. Đó chị đến chị trả lễ liền. Đó thì tôi cũng thỉnh theo yêu cầu của bà, tối nay tôi chạy học gà tre nha. Đó gà tre thì quý vị biết rồi, tre thì nhanh nhẹn quý vị, thấy không, bỏ con gà tre với con gà
con gà công nghiệp ra thì quý vị biết rồi, con gà tre thì nó chạy lẹ hơn quý vị đúng không? Đó, số thì ngày mai cũng vậy. Đó, rồi thì công linh ta linh tinh nữa quý vị, thì bây giờ nhân chạy một gà nha. À, con kính lại chứ gì thần linh ở đây có độc tài nào cho con xin lại ha. Này đến đây con trả lễ, à, con xin chạy một gà, chạy số 0. Số 1. Số 2. Số 3. Số 4. À, số 4. Số 5. Số 6. Số 7. Số 8. Số 9. Rồi, thì sau một vòng quý vị, cái chứng nhận chưa có đứng, à, nhân chạy vòng thứ hai nha. Đó, cầu xin chi vị thần linh cái quản tại lúc này có lộc tài nào cho con xin chạy vòng thứ hai. À, con chạy bắt đầu lại con số 0. Số 1. Số 1. Số 1 đứng quý vị. Nó mồi gì đó. Thì sau một vòng chạy thì các ngài cũng linh thiêng cho nhân chạy được con số 1. Thì nhân thỉnh con số 1 lên nhân chạy tiếp nha quý vị. À, con lấy số 1 lên chạy tiếp. Con số nào nữa xin các ngài ban cho con. Con chạy con số 2. Số 3. Số 3. Số 4. Số 5. Số 6. Số 7. Ê ơi, số 7 đứng quý vị. Ung hai đại vụ vô. Tới công chuyện quý vị ơi. Vậy người ta nói đúng không quý vị? Một ly nhâm nhi tình bạn, hai ly uống cạn tình sầu, ba ly ngồi đâu gục đó. À vậy uống thêm ly thứ ba nữa, nãy giờ nhận gục luôn quý vị. Mới hai ly tới công chuyện rồi. Đó, thì bây giờ sau hai vòng chạy thì nhân chạy được con số 1 và con số 7 quý vị. Tức là con 17 nha. Rồi thì bây giờ nhân thỉnh con số 7 lên nhân chạy tiếp luôn. À, có là cái tài lớn thì cho con xin. Con chạy tiếp con số 8. Trời ơi, ghê vậy. Cái số 8 quý vị có ai để ý không? Nhưng dục cái tiếng xuống gì nè quý vị. Nhân buông ra, đứng luôn, ghê thiệt. Thì con số này giống như con số bữa hổm nhân sinh con 012 quý vị. Nhân để xuống dung dục xuống là đứng không. Là bữa đó là miền Bắc mình lụm con 012 quý vị nhớ không? Rồi thì bây giờ nhân chốt cho quý vị cái lọc cái tài này ngày mai quý vị tham khảo nha. Rồi, à, số mà thì nhân làm hết cái tâm. Thì nhiều khi được ông bà người ta, các thần linh người ta không biết được cái tâm của nhân làm, chỉ để cứu nhân độ thế. Nhiều khi ông bà người ta ban cho quý vị đâu biết được không. Nhân không có chơi, nhân xin ghi hình lại để quý vị mình ai xem được là cái may mắn của quý vị không. Ai có lòng có tài, phát tâm phát nguyện không phụ nhân được cái chi, thì nhân xin chân thành cảm ơn và hoan hỷ. Ngày mai tất cả quý vị tập trung cái lọc cái tài này tại cung ngôi nhà quan ông tài dương địa dương. Nhân xin được quý vị đầu tiên là con số 1, kế đó là con số 7 và kế đó là con số 8. Con 178 quý vị, đây. Con 178 nha. Rồi thì bây giờ nhân sẽ lấy cái lọc nhỏ là con 78 đó. Ai muốn đá thì quý vị cứ việc lấy con 17 và con 78. Hôm qua nhân cũng đánh mũi tên như thế này quý vị nhớ không? Nhân không có viết ra nha, viết tùm lum số các ngày không có biết đường sắp quý vị. Do ngày mai có đài thành phố Đồng Tháp Cà Mau, thành phố Đồng Tháp Cà Mau miền Trung đó, đêm thì có miền Bắc. Bữa nay thì
con 79 với con 67 ha quý, tôi lộn, con 67. Ba miền gỡ luôn ha quý vị. Mình không ăn được tài lớn nhưng mà mình ăn gì số cặp quý vị. Đó, ngày mai là ngày 11 nè, tháng 7 năm 2022. Lụm, đó, hôm nay nhận đại chữ lụm lớn quý vị. Lụm lớn không phải không? Lụm lớn, để thêm ở đây nhỏ nhẹ cái siêu chủ đi. Đó, không biết mày không biết cái chữ ít sờ này, không biết nữa đây. Giờ mình ghi gì đi quý vị? Ai tham khảo được thì tham khảo ha, còn không tham khảo thì quý vị xem giải trí cho vui, rồi like cho nha ha. Rồi bây giờ nhận đập một gà quý vị. Ai ai hôm nay đập cái đó thì quý vị thấy bữa nay trời trứng gà tre có khi nào gãy luôn cái cây đó không, ghê lắm quý vị, lắm đó gì thấy nhân trời bách phát bách trúng. Trời ơi, trời một cái là phải bể quý vị chứ không phải giỡn đâu. Có nhiều khi nhân trời quý vị biết không, cái trứng không bể luôn, ghê rồi đó là mệt quý vị. Rồi số mà nhân đã làm hết cái tâm của mình rồi, nhân cũng mong cái tài cái lộc này sẽ mang đến cho quý vị cái đồng ngăn để trang trải cuộc sống cho gia đình. Rồi ở cái mặt của nhân là quý vị, gì thấy uống có một ly bia, ổ lộn, uống có một hai chung rượu quý vị, tới một chuyện luôn chúng mặt quý vị. Rồi thì nhân cũng mong cái tài cái lộc này trong ngôi nhà quan này sẽ mang đến cho quý vị cái niềm vui cũng như cái may mắn trong nước ngoài nước khi xem kênh của nhân. Thì anh chị em thương mến nhân, ai chưa like thì mỗi người cho nhân xin một like, ai chưa có đăng ký kênh thì đăng ký kênh để cập nhật những clip nhân đăng lên hàng ngày trên các kênh của nhân. Thì nhân lặp lại một lần nữa quý vị, tất cả quý vị ngày mai tập trung cái bộ số này trong ngôi nhà quan. Thì ngôi nhà quan này nhân làm nghề thì nhân biết quý vị, cái tỷ lệ thì quý vị biết rồi, hôm nay mình ăn liên tục luôn đó trong ngôi nhà quan này đó. Thì anh chị em mình xem hạn chế bị lộn số à, ai tham khảo được tham khảo, quý vị có thể mua những cái tờ vé số cầu mai quý vị, biết đâu ông bà ta cho mình trúng đặc biệt đó. Rồi đổi đời luôn, trời ơi, lên xe hơi tinh 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 đó. Rồi thì bây giờ nhân xin chúc toàn thể anh chị em của bác ngày mai trên kênh của nhân ai cũng có lộc có tài. Xin chào và hẹn gặp lại.